Kính chào quý vị đang đến với camera 24 giờ của truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bỏ chạy khi bị phát hiện vi phạm, chống đối hiệu lệnh kiểm tra, thậm chí là tông thẳng xe vào cảnh sát giao thông ngày càng gia tăng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của lực lượng thực thi pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Và sau đây là những trường hợp mà camera 24 giờ đã tổng hợp, mời quý vị cùng theo dõi. Tối 15 tháng 12 vừa qua, tổ công tác cảnh sát giao thông thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thực hiện kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn. Khi cán bộ cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô màu đen dừng lại kiểm tra, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào hai chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến một người bị thương. Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy. Khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 12, tại quốc lộ 46A hướng thành phố Vinh, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, khi phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, tổ công tác ra tín hiệu đề nghị dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên tăng tốc cố tình vượt qua chốt. Đối tượng này đã tông vào tổ công tác khiến một cảnh sát giao thông ngã ra đường. Vụ việc đang được công an huyện Hưng Nguyên điều tra xử lý theo quy định. Camera hành trình ghi lại, vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, thì người điều khiển xe máy đã không chấp hành mà cố tình điều khiển xe tông thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi tăng ga bỏ chạy. Rất may là đã không có phương tiện nào đang di chuyển ở phía sau tông trúng người làm nhiệm vụ trong trường hợp này. Vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 11 vừa qua, mặc dù đã được tổ công tác ra hiệu lệnh giảm tốc độ, dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng thanh niên điều khiển phương tiện đã không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào tổ công tác, khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa bị ngã xuống đường, bị chấn thương và phải nhập viện cấp cứu. Tổ công tác cũng kịp thời khống chế, bắt giữ hai thanh niên và đưa về trụ sở lập biên bản vụ việc. Vào ngày 30 tháng 10, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 2 thuộc khu 3 xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng thì phát hiện xe ô tô tải có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định nên tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào tổ công tác. Trước tình huống manh động và nguy hiểm, chiến sĩ cảnh sát giao thông buộc phải nhảy lên cản trước, bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm da. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng này để xử lý.